Chào các bạn, đây là thân cây bìm bịp được dâm dưới đất khoảng 10 ngày, có vẻ nó đang nảy mầm. Giờ là sau khoảng 3 tháng, những cây bìm bịp đã lên, nó sống hết không chết cây nào, đất xấu và trời lạnh nên nó lên hơi chậm. Còn đây là bụi cây bìm bịp, cây lá to phía dưới là cây lược vàng trồng gần nhau nên nó mọc lẫn lộn vào nhau. Cây bìm bịp còn gọi là cây mảnh cộng hay lá cầm, cây xương khỉ, yêu độn thảo, tên khoa học Clinacanthus nutans. Theo đông y, mảnh cộng có vị ngọt tính bình, có tác dụng điều kinh, tiêu thũng khử ứ, giảm đau và liền xương, chủ trị viêm gan, vàng da, gãy xương do té ngã, phong thấp, đau nhức, thiếu máu. Lá non có thể ăn sống hoặc nấu canh ăn, quả là nhiều tác dụng tốt. Trồng cây bìm bịp cũng dễ vì dâm cành như vừa rồi cũng được. Vậy thôi, chào các bạn, chúc các bạn cũng trồng được những cây bìm bịp tươi tốt.